vừa qua tại Lào Cai, cục kinh tế hợp tác phát triển nông thôn phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai, công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh tổ chức hội nghị triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa gạo đặc sản và áp dụng công nghệ cao hướng tới tiêu chuẩn hữu cơ giai đoạn 2018-2020. Tại hội nghị các tham luận của đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên Hà Nội Lào Cai đã tập trung giới thiệu về điều kiện tự nhiên môi trường giống lúa theo các tiêu chí lúa gạo an toàn hướng tới hữu cơ của các địa phương, trong đó có đề xuất giải pháp về bảo vệ vùng nguyên liệu cho công ty Bảo Minh. Các lợi ích về cây lúa hàng biên của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo kế hoạch công ty Bảo Minh sẽ hợp tác với Lào Cai sản xuất tiêu thụ khoảng 100 ha lúa gạo đặc sản tại huyện Mường Khương, Văn Bàn Lào Cai theo hợp đồng ký kết với giá trị tại thời điểm thu mua có sự bảo lãnh của địa phương công ty sẽ đầu tư nguyên liệu đầu vào sản xuất giống phân bón hướng dẫn kỹ thuật và thu mua toàn bộ sản lượng lúa thương phẩm chế biến theo tiêu chuẩn đóng gói tem nhãn truy xuất nguồn gốc điện tử phân phối đến người tiêu dùng định hướng hợp tác của công ty Bảo Minh với Lào Cai là sản xuất lúa gạo an toàn, áp dụng và hướng tới đạt tiêu chuẩn hữu cơ, quy hoạch những vùng trồng ổn định ít nhất 5 năm. Sau thời gian làm sạch từ 1 đến 3 năm, sẽ tiến hành áp dụng chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ, sản xuất và kinh doanh phát triển dựa trên lợi thế vùng miền, tôn vinh đặc sản vùng miền.